quậy đâu. Điên thiệt. Thôi kệ, không còn nhiều mà. Trời ơi, mai đẹp. Ờ, 55 triệu. Cái cây của mình mới có 20 à. Cây mình lúc mua là 20. Nhiều gia đình ở bên Việt Nam á, người ta sợ chờ tiền ở bên nước ngoài gửi về sống đó, cho nên người ta gửi. Có nhiều người ta gửi về người ta không có đồng nào nữa kìa. Cô không gửi là cô không gửi, nhưng mà không có nghĩa là cô không có đồng nào, hiểu không? Cô cũng phải chờ để phòng thân. Đúng rồi. Trời ơi, quay đã đời cuối cùng không có bấm. Buồn cười chứ. Ngày gì bên Mỹ trong mấy cái chợ nó cũng đông lắm, nhưng mà người ta ngăn nắp lắm. Hoa giấy đẹp ghê luôn. Gấp luôn. Điên vòng nào vậy? Đi quẹo lại để đi tiếp hả? Điên vòng đi. Tại vì quay đã đời mà có quay đâu. Trời ơi, cây mai kìa. Cái cảnh không khí này nè, ở bên những người xa xứ người ta thích coi lắm. Tại vì có nhiều người ta ở bên đó đó, ở lâu năm mà ta có về đi chăng nữa, ta cũng về cái tháng rẻ đó. Chứ ta không có, ta ít khi mà về được Tết lắm, tại vì về Tết mắc lắm. Mua vé trước cũng không có rẻ được, tại vì vào cái thời điểm đó đó, thì nó cũng vẫn như vậy thôi. Mua vé trước có nghĩa là mình đặt được cái ngày, đúng cái ngày mình về, hiểu không? Chứ không phải, không có nghĩa là nó rẻ hơn. Chứ còn mình mua vé cận quá đó, mình muốn về ngày đó đó, nó đâu có đâu. Đó là như vậy. Ở bên đó Tết rồi nó cũng có không khí mà kiểu khác, nó ngăn nắp lắm. Mà sống mà quen rồi. Cô sống, cô hòa nhập được, cô quen rồi, không có sao hết á. Còn những người mà người ta không có hòa nhập được, người ta không nói tiếng Anh được đó, ta buồn lắm, ta cứ muốn về Việt Nam thôi, tại vì tối ngày đâu có nói chuyện với ai được đâu. Còn ta không có bạn, còn cô đi đâu cô cũng có bạn hết. Bên chỗ cô năm sống có nhiều giải trí không năm? Cũng ít lắm. Nhưng mà thí dụ như nó có ngày lễ gì đó, cái nó tổ chức hội chợ đi đông vui lắm. Muốn đi chơi hả? Phải đi xa một tí. Nhưng mà nếu mà phải hòa nhập kìa mới cảm thấy vui. Chứ còn người nào mà chưa hòa nhập á, nó không có vui. Ở đây bông giả mà. Cái đường ba bỏ 3 cái chanh, 4 cái chanh, quẹo lựa, quẹo lựa.
Nước ngoài cần phải học hỏi nhiều thứ lắm thì mới hòa nhập được, chứ nếu không mà cứ tối ngày cứ trong đầu nghĩ về Việt Nam không à. Còn cô thì cô sống quen rồi. Không có nhiều người sống ở bên nước ngoài cũng chưa quen đâu, ta cũng muốn về Việt Nam hoài à. Chứ còn cô thì quen rồi. Này bên Mỹ nhiều lắm, bông hồng này dễ trồng lắm, bên Mỹ nhiều lắm. Không chợ Tết Việt Nam năm nào cũng đông mà.
mấy muôn cặp nữa để cô Năm ôm. Nguyên xe tải nữa kìa.